Vượt qua cung đường 200 cây số, có những lúc tưởng chừng phải ngủ lại giữa rừng nơi đại ngàn Trường Sơn, nhưng tất cả các thành viên trong đoàn công tác xã hội của Truyền hình Nhân đạo phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quảng Nam, Hội Chữ thập đỏ Quảng Nam và chương trình Ước mơ tuổi vàng thực hiện cuộc hành trình về biên giới Tây Giang đều cảm thấy mãn nguyện. Hành trình lên với vùng cao Tây Giang lần này là những trải nghiệm cuộc sống quý báu và là sự tri ân đối với những người đang giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. 4 giờ sáng, xe xuất phát. Ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi bởi giấc ngủ chưa trọn. Hai ô tô dã chiến do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam điều động để chở hàng cho đồn biên phòng Gari và quà tặng của chuyến đi về nguồn này. Lúc văng sang trái, khi quật sang phải, như không muốn theo sự điều khiển của người lái. Đây cũng chính là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam toàn quốc lần thứ 9, kỷ niệm 35 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt-Lào và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào. Nội dung hoạt động của chương trình: giao lưu với hai đồn biên phòng, thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ vùng biên, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 200 người cao tuổi và tặng quà cho 220 em học sinh của hai xã vùng biên giới là xã Gari của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam và xã Trợ Ơn của nước bạn Lào. Tây Giang là vùng căn cứ cách mạng, nơi có con đường huyền thoại Hồ Chí Minh đi qua, nơi hàng ngàn người con ưu tú thuộc các dân tộc Rẻ Chiêng, Cơ Tu tham gia sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Trong khi nơi thị thành, chúng ta đang phấn đấu ăn ngon, mặc đẹp, thì đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn quẩn quanh với đói nghèo. Cơ sở vật chất thiếu thốn trăm bề. Ánh sáng của điện lưới quốc gia vẫn còn là giấc mơ. Người dân nơi đây đói ăn, thiếu mặc, đói thông tin, đói kiến thức, đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng. Hai cái địa bàn xã Gari và Trà Ơm đây vẫn là vùng khó khăn nhất. Một là về cái kết cấu hạ tầng giao thông thì thấy rằng là đường chủ yếu là đường đất, mà về mùa mưa thì sạt lở rất nhiều, chia cắt. Thứ hai nữa là cái hệ thống thông tin liên lạc. Tất cả các cái sóng truyền điện thoại là không có, để sách báo do đời sống khó khăn thì cũng ít đến được với bà con. Tham gia chương trình còn có 12 thành viên của câu lạc bộ từ thiện Gió Lành từ Hà Nội vào để trực tiếp trao tặng những món quà cho các em học sinh và những người dân còn khó khăn ở vùng biên Tây Giang. Từ sáng sớm, bà con Cơ Tu các bản Gia Dinh, Apun, Aron đã có mặt. Sau nửa ngày, gần 200 người già được khám bệnh, nhận sữa, thuốc bổ, cao hồng linh cốt. 220 suất quà, mỗi suất trị giá 220.000 đồng do các thành viên câu lạc bộ Gió Lành ủng hộ, gồm cặp sách, vở, quần áo đồng phục và đồ dùng học tập trị giá 44 triệu đồng đã được đoàn trao tặng cho các em nhỏ của xã Gari, huyện Tây Giang, Quảng Nam và xã biên giới Trợ Ơn của nước bạn Lào. Trung tá Phạm Đình Triệu, chính trị viên đồn biên phòng Gari cho biết, ở Trợ Ơn, họ cũng nghèo khó như mình, phải chia sẻ cho họ chút, cũng là người Cơ Tu mình cả. Qua đó, mọi người càng hiểu thêm về tấm lòng xuyên biên giới của người lính quân hàm xanh. Nhìn nụ cười hớn hở của trẻ nhỏ, mọi người thấy vui ngay. Cũng dịp này, đoàn cũng đã khánh thành bàn giao ngôi nhà mái ấm tình thương cho bà Pơ Long Thị Abriu tại thôn Gia Dinh, xã Gari, trị giá 25 triệu đồng. Giao lưu tặng đồ dùng thiết yếu, phục vụ đời sống vùng xa cho các đồn biên phòng A San và Gari. Tổng giá trị chuyến công tác hành trình hướng về biên giới Tây Giang này là gần 100 triệu đồng. Tuy giá trị vật chất không nhiều, nhưng thể hiện sự quan tâm, tấm lòng sẻ chia của nhiều tổ chức cá nhân với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa. 12 giờ, mọi việc hoàn thành, mọi người tập kết tại đồn biên phòng Gari. Lúc này, mặc dù vai mỏi vì vác nặng và bắp chân đau rút vì co cơ, nhưng ai cũng nở nụ cười mãn nguyện. Tạm biệt Tây Giang nghèo khó, những chiếc xe chở đoàn rời Gari tiến về Đà Nẵng, để lại sau lưng rừng già và nghĩa tình với đồng bào Cơ Tu.